chào anh em nhé. Đây có cặp lam rất là đẹp nha anh em, lam bên mình được tuyển nhá, lam Nhật bãi nha anh em. Thì thông số như sau, lam này là lam 5 tấc nhá, 5 tấc hay gọi là 16 in nhá. Thì 5 tấc ấy, thật ra nó không có đủ đâu, mình gọi cho nó chẵn cho nó sang thôi. Còn thực chất từ đầu tới lam này, tới đuôi lam này, nó rơi dao động từ 47cm đến 48cm ha. Thì nó sẽ trừ đi vài phân anh em cắt và cắn vào máy, nên là nó cưa được có 40 thôi. Lam 5 tấc thì cưa được 40, mà lam 6 tấc thì cưa được 50. Đấy anh em cứ vậy. Còn anh em mua thì anh em phải đo từ đầu lam tới đuôi này xem nó dài bao nhiêu, hoặc anh em đếm cái chân của cái vòng xích mà nó ôm vào trong cái thanh lam này bao nhiêu cái chân xích đấy. Ví dụ như xích của anh em xài là 30 mắt xích đi, cũng như lam này xài 30 mắt xích trung đi hoặc là xích đại đi, thì là anh em mua đúng cái lam như vậy thì gắn nó vừa. Rồi thứ hai nữa là anh em chú ý đến cái đuôi lam, đuôi lam đuôi Nhật bãi thì nó có cái lỗ nhớt như này, lỗ nó không khoan thêm một lỗ nhớt ở đây nữa, mà cái lỗ nhớt nó lấy từ đây luôn, trùng với ốc tăng xích luôn, một bên tăng xích một bên lấy nhớt ở đây luôn, cái như này luôn đó. Rồi cái đuôi lam này thì nó là 8 ly nha anh em, đây móc vào cho anh em xem này. Đó 8 ly anh em thấy không, đó, số 0 này phải, anh em tính từ số 0 là 8 ly đó. Đó rồi, còn về cái đuôi lam anh em thích khoan một lỗ nhớt ở đây hay là tùy ha. Rồi tiếp theo anh em quan tâm mình cho mình là cái rãnh lam. Rãnh lam này nó đang là 1.3 ly nhá. Nó có bản 1.6, 1.5, 1.5 với là 1.3. Thì thường thường Nhật bãi là hầu như 1.3 hết nhá. Đó, thì là cái đây này, cái xích này là chân, người ta gọi là chân 1.3, nó nằm đây. Đó, kẹp vô nó sẽ là 1.3 thôi ha. Thì anh em mua như vậy thì nó sẽ chuẩn hơn. Còn anh em mà cái chân mà nó dày á, chân nó tới 1.5 là nhét vào đây là không có vừa nhá. Mấy câu anh em sẻ, anh em mua sẽ làm cho chú ý. Đầu tiên là tổng độ dài, thứ hai là cái rãnh của cái lam, thứ ba là rãnh của đuôi lam và rãnh thân lam nữa, ba cái món đấy ha. Đó rồi, còn về vấn đề lam mình đã quay lên đây thì mình cam kết với anh em cái nước sơn nó không quan trọng, mà quan trọng nhất là cái chất latinh này nó còn ngon, lam không có thân thủng, không có mòn, không có bị gì nhá. Mình kiểm tra cho anh em, thì hàng anh em mua trên Lazada cũng được, mà anh em mua ở trên trực tiếp với mình cũng được nhá. Thì tùy, còn riêng về lam mình cam kết mình lựa con nào là đẹp con đấy anh em nhìn thấy không, xài bao nhiêu hết lam tuyển nhá, thì giá nó sẽ giá lam tuyển anh em hiểu không. Đây con nào con đấy đẹp tháo máy ra nhá, búc từ máy Nhật ra mới có nhá, chứ bình thường mua không bao giờ có đâu, nó như thế. Rồi đó, đẹp ha, hàng Zenot, hàng Sinoway đó. Đây là anh em thấy là cái độ chiều dài nó khác nhau này này. Ủa con này vậy là bị lỡ rồi, con này chắc dài đủ rồi. Anh em chờ chút mình lấy cái thước coi nhá, xin lỗi anh em. Mình tưởng hai con đồng thấy dài dài giống nhau, nhưng mà thấy này khác nhau này. Để xem hay là con này 5 tấc rưỡi, con này có, con này có 5 tấc này. Rồi ok anh em này, cái lam này là lam đúng lam 5 tấc này, còn lam này là lam 5 tấc rưỡi nha anh em, lam lỡ nhá. Đó là 5 tấc rưỡi, lam 5 tấc rưỡi này thì anh em xài xích lớn ấy thì nó rơi tầm khoảng 34 mắt. Hay xích mini trung 91 này, 34 mắt. Còn lam này thì nó tầm 48 đầu tàu độ dài, mình đo tầm đây nó 48. Thì là lam này nó có 30 mắt xích thôi. Rồi lam thì mình tuyển đẹp rồi nhé. Một cây này thì 600, cây này 550. Anh em nào chốt còn lam nào thì báo mình nhé. Rồi cảm ơn anh em, xin chào anh em. Số điện thoại mình để anh em có thể liên hệ nhé, 0974 644 973. Cảm ơn anh em.